Lời đầu tiên, cô chào mừng các bạn học sinh khối 9 đến với lớp toán học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Văn Thân. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu sơ lược nội dung chương 3 hình học chính. Tiêu đề của chương 3 là góc với đường tròn. Trong chương 3 này sẽ giúp các bạn hoàn thiện các kiến thức về đường tròn với 4 nội dung chính sau. Nội dung thứ nhất là quan hệ giữa góc ở tâm, cung và dây trong một đường tròn. Nội dung thứ hai là quan hệ giữa đường tròn và góc. Nội dung thứ ba là quan hệ giữa đường tròn và đa giác. Nội dung thứ tư là độ dài đường tròn và diện tích hình tròn. Với 4 nội dung này, cô có 4 chủ đề tương ứng và chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng chủ đề một. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào chủ đề đầu tiên, đó là đo góc và cung. Để giúp các bạn nắm rõ nội dung của bài học ngày hôm nay, cô giới thiệu sơ lược chủ đề này một lần nha. Trong chủ đề 1, đo góc và cung, ta có hai phần lớn. Phần A, góc ở tâm số đo cung. Phần B, liên hệ giữa cung và dây. Trong phần A này, cô có 4 mục nhỏ. Thứ nhất là góc ở tâm, 2 là số đo cung, 3 là so sánh hai cung, 4 là khi nào số đo của cung AB bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung CB. Ở phần B, chúng ta có định lý 1 và định lý 2. Bây giờ, các bạn đã sẵn sàng đi vào bài mới ngày hôm nay chưa? Chúng ta vào phần A trước nha. Mộc nhỏ góc ở tâm. Chúng ta có hoạt động thứ nhất. Trong hai góc AOB và góc AO'B, góc nào có đỉnh trùng với tâm của đường tròn? Các bạn quan sát hình vẽ thì các bạn cũng dễ dàng các bạn nhận thấy được là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn là góc AOB. Khi đó cô nói góc AOB là góc ở tâm. Đó cũng chính là nội dung của định nghĩa sau đây. Góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn được gọi là góc ở tâm. Như vậy các bạn cứ hiểu nôm na cho cô, góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn thì mình xác nhận đó là góc ở tâm. Để các bạn nắm rõ được cái nội dung của định nghĩa, chúng ta đi vào các bài tập nhỏ nha bạn. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta là hãy chỉ ra góc ở tâm trong các hình vẽ sau. Ở đây cô có 5 hình A, B, C, D, E. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xét từng hình một. Ở hình A chúng ta nhận thấy được góc AOB này có phải là góc ở tâm không các bạn? Có, vì sao? Vì đỉnh O trùng với lại tâm của đường tròn. Còn hình B, hình B này có phải là góc ở tâm không? Góc EMF có đỉnh M nằm trên đường tròn. Như vậy góc này không được gọi là góc ở tâm. Hình C, góc KMG. Ở đây đỉnh M nằm trong đường tròn, do đó góc này cũng không phải là góc ở tâm. Hình D, hình này có phải là góc ở tâm không ạ? Có nha. Ở đây chúng ta có góc DOC, đỉnh O trùng với tâm của đường tròn, do đó góc này được gọi là góc ở tâm. Còn hình E cũng không phải là góc ở tâm, vì sao đi? Vì đỉnh M này nằm ngoài đường tròn, do đó nó không phải là góc ở tâm. Ở hoạt động 2, đề bài nói là cho hai điểm A và B trên đường tròn tâm O. Hỏi chúng ta rằng có bao nhiêu cung tròn có hai đầu múc là A và B. Các bạn thử quan sát hình vẽ và đoán thử xem coi có mấy cung tròn. 1, 2, 3. Thực ra ở đây chúng ta nhìn thấy được là có hai cung tròn là cung AB, nếu như chúng ta xác định nó đi theo chiều kim của đồng hồ, và ngược lại cũng là cung AB nhưng mà đi ngược chiều kim của đồng hồ. Như vậy ở đây chúng ta có hai cung và chúng ta thấy được cái cung mà AB đi theo chiều kim đồng hồ nó là cung nhỏ đúng không bạn? Còn cung AB mà đi ngược chiều kim của đồng hồ nó là cung lớn. Để ở đây nè, cô có ký hiệu cung trước đã. Ở đây các bạn lưu ý giúp cô, cung AB các bạn coi chừng nha, nhiều khi các bạn viết và bạn làm bài á, nhiều bạn viết nhanh á thì nó sẽ nhầm qua là góc. Lưu ý góc là cái phần nó là cái mũ của nó là mũ nhọn, còn này là cung, do đó mũ của nó là tròn hơn nhé bạn. Để phân biệt hai cung có chung múc A và B như hình trên, tới đây ta ký hiệu cung AMB là cung nhỏ và cung ANB là cung lớn. Và ở đây cô lưu ý với các bạn, cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn bởi góc đó. Hay nói cách khác, ở đây cô nói góc AOB chắn cung AMB, và ngược lại cô có cung AMB bị chắn bởi góc
AOB. Ở đây cô nói lại một lần nữa nha bạn. Các bạn nhớ giúp cô, từ đây kể về sau khi cô nói cung AB chúng ta hiểu nó là cung nhỏ. Cung nhỏ AMB, hoặc là mình hiểu nó là nôm na là cung nhỏ thôi, chứ các bạn đừng nhầm lẫn qua cung lớn nha. Không nói gì cả, mình phải hiểu nó là cung nhỏ. Và cái cung là cung bị chắn bởi góc. Góc là góc chắn cung. Nhớ hai cái thuật ngữ đó nha các bạn. Góc là góc chắn cung, còn cung là cung bị chắn bởi cái góc nào đó. Còn ở đây nếu như cô có CD là đường kính thì mỗi cung CD sẽ là nửa đường tròn, và khi đó góc bẹt COD chắn nửa đường tròn. Chúng ta sang phần hai nhỏ, số đo cung. Chúng ta có hoạt động 3. Trên cung nhỏ AB của đường tròn tâm O, lấy một điểm C. Hãy so sánh hai góc ở tâm, góc AOB và góc AOC. Theo em, trong hai cung AB và cung AC thì cung nào lớn hơn? Như vậy ở hoạt động 3 này chúng ta có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, người ta yêu cầu chúng ta là hãy so sánh hai góc ở tâm, góc AOB và góc AOC. Rồi các bạn quan sát hình vẽ, các bạn thấy được góc AOB nó như thế nào đối với góc AOC các bạn? Lớn hơn đúng không? Chúng ta thấy được góc AOB lớn hơn góc AOC. Rồi, yêu cầu thứ hai, người ta hỏi là theo em trong hai cung AB và cung AC thì cung nào lớn hơn? Hồi nãy cô đã quy ước các bạn rồi là khi không nói gì thêm thì chúng ta phải hiểu đó là cung nhỏ, chúng ta không xét cung lớn nha. Giờ ở đây các bạn xét cung nhỏ AB và cung nhỏ AC thì chúng ta thấy cung nào lớn hơn các bạn? À, là cung AB lớn hơn cung AC đúng không? Từ đó ta có định nghĩa sau. Đầu tiên cô muốn giới thiệu với các em ký hiệu về số đo cung. Số đo cung AB được viết tắt là số đo, là mình viết tắt chỉ số đo cung AB. Ký hiệu đây là ký hiệu, các bạn nhớ giúp cô nha. Rồi, ở đây định nghĩa đầu tiên, số đo cung nhỏ bằng với số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Bây giờ các bạn quan sát hình vẽ giúp cô nè. Cô có số đo của cung AMB. Để đây cô viết ký hiệu để các bạn phân biệt, dễ phân biệt hơn thì các bạn thấy quan sát giùm cô nha. Ở đây cô có góc số đo, xin lỗi, ở đây cô có số đo của cung AMB. Số đo cung AMB. Số đo cung AMB này, cung này bị chắn bởi góc AOB, hay nói cách khác cô ký hiệu là góc alpha. Thì ở đây người ta định nghĩa cho chúng ta là số đo cung nhỏ bằng với số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Do đó chúng ta có ký hiệu là số đo của cung AMB bằng với lại góc alpha. Và định nghĩa thứ hai, số đo của cung lớn bằng 360 độ trừ đi số đo của cung nhỏ có chung hai đầu mút với cung lớn. Hay nói cách khác, số đo của cung ANB bằng 360 độ trừ đi số đo của cung AMB. Mà ở đây chúng ta có được số đo của cung AMB là alpha, thì cô viết luôn là số đo của cung ANB bằng 360 độ trừ đi alpha. Và cuối cùng, số đo của nửa đường tròn bằng 180 độ. Để giúp các em nắm rõ định nghĩa này, ta sang bài tập nhỏ sau đây. Ở đây người ta cho chúng ta hình vẽ, yêu cầu chúng ta là hãy chỉ ra số đo các cung trong hình vẽ. Thì ở đây chúng ta có hai cung đúng không? Cung lớn và cung nhỏ gì? Cung AMB được gọi là cung nhỏ và cung ANB được gọi là cung lớn. Thì ở đây chúng ta nãy chúng ta có cái định nghĩa đó các bạn. Số đo cung nhỏ bằng với số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Hay nói cách khác, chúng ta có số đo của cung AMB sẽ bằng bao nhiêu độ? 60 độ. Tương tự các bạn muốn tính số đo của cung lớn, các bạn lấy 360 độ trừ đi số đo cung nhỏ ra cung lớn. Như vậy chúng ta dễ dàng chúng ta tính được số đo của cung ANB là lấy 360 độ trừ cho 60 độ sẽ bằng 300 độ. Và ở đây chúng ta có cái phần lưu ý sau đây mà. Cung nhỏ sẽ có số đo nhỏ hơn 180 độ. Được chưa các bạn? Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn 180 độ thì cung lớn chắc chắn sẽ có số đo là lớn hơn 180 độ. Nhớ nha.
Rồi, ở đây nếu như chúng ta có góc COD là góc bẹt, hay nói cách khác CD là đường kính, thì chúng ta sẽ có cái góc là alpha là 180 độ. Còn nếu như hai đầu múc của hai cung trùng nhau thì ta có cung 0 với số đo là 0 độ. Nhớ nha bạn, hai đầu múc trùng nhau thì chúng ta có cung 0 với số đo là 0 độ. Còn cả cung tròn thì chúng ta có số đo là 360 độ. Xin lỗi, cả cung tròn chúng ta sẽ có số đo là 360 độ. Ở hoạt động 4, rồi, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ với những thời điểm sau: 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 12 giờ và 20 giờ. Ở đây cô có hình vẽ. Rồi các bạn thử suy nghĩ coi, 3 giờ là ứng với góc ở tâm bao nhiêu độ, tương tự 5 giờ, 6 giờ, 12 giờ và 20 giờ. Ở đây dễ dàng chúng ta thấy được 3 giờ thì góc ở tâm sẽ là bao nhiêu bạn? 90, đúng không? 90. Thì khi đó các bạn dễ dàng các bạn tính ra được cứ 5 phút là các bạn có được 30 độ, đúng không? Rồi, vậy ở đây các bạn sẽ tính ra được 5 giờ sẽ là 150 độ. Còn 6 giờ khá dễ, 180 độ. 12 giờ, 12 giờ là hồi nãy cô vừa mới nói các bạn, nếu như hai đầu múc trùng nhau thì chúng ta có cung 0 thì nó được gọi là 0 độ, đúng không bạn? Rồi, và còn 20 giờ là 8 giờ của mình á, là chúng ta sẽ có bao nhiêu độ đấy bạn? Bao nhiêu? 120 độ. Nhớ nha bạn, 120 độ. Chúng ta chỉ xét là chúng ta chỉ xét cung nhỏ, không xét cung lớn. Chúng ta sang phần ba nhỏ, so sánh hai cung. Ở hoạt động 5, người ta nói như thế này: cho các bạn hình vẽ và yêu cầu các bạn tính số đo của cung AB, cung BD, cung DC ở hình bên. Số đo của cung nhỏ bằng với số đo của góc ở tâm. Đó không phải là định nghĩa hồi nãy chúng ta vừa mới học đúng không? Thì ở đây dựa vào cái định nghĩa trên để chúng ta làm cái bài tập này. Như vậy, số đo của cung AB, cung AB bị chắn bởi góc AOB. Góc AOB là 60 độ, vậy cung AB cũng là 60 độ, đúng không? Rồi, tương tự như vậy, chúng ta có cung BD. Cung BD bị chắn bởi góc BOD, mà góc BOD là 150 độ, chúng ta sẽ có cung BD là 150 độ. Tương tự như vậy, chúng ta đi tìm hiểu cung DC. Cung DC bị chắn bởi góc COD. Góc COD là 60, như vậy chúng ta có được cung DC là 60 độ. Rồi, như vậy các bạn nhìn vào cái bài của chúng ta, các bạn có được cái số đo của ba cung, đúng chưa? Rồi các bạn quan sát số đo của ba cung và các bạn cho cô biết cung AB và cung DC như thế nào với nhau. Bằng nhau, tại vì bằng 60 độ, đúng không? Còn cung AB và cung DC, AB, cung AB như thế nào so với cung DC? Xin lỗi, cung AB như thế nào so với cung BD? Cung AB bé hơn cung BD, hay mình nói ngược lại là cung BD lớn hơn cung AB. Từ cái bài tập này chúng ta có được cái định nghĩa sau đây: hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau. Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn. Rồi, chúng ta sẽ đi làm một cái hoạt động nhỏ. Ở đây hoạt động 6, tính số đo của cung AC, cung CB và cung ACB. Tính số đo của cung AC. Rồi các bạn quan sát giúp cô cung AC. Cung AC bị chắn bởi góc nào? Cung AC bị chắn bởi góc COA. Do đó cung AC sẽ bằng số đo của góc COA là 100 độ. Cung CB, cung CB bị chắn bởi góc COB.
mà góc COB là 50 độ, do đó chúng ta có cung CB là 50 độ. Còn cung ACB, các bạn đi theo cái tên nhé bạn, cung ACB. Cung ACB bị chắn bởi góc AOB. Các bạn tìm được góc AOB, các bạn sẽ biết được số đo của cung ACB. Như vậy chúng ta sẽ tính số đo của góc AOB dễ dàng đúng không bạn? Chúng ta tính được số đo của góc AOB bằng cách chúng ta lấy số đo của góc AOC cộng với số đo của góc COB. Chúng ta có được số đo của góc AOB. Và chúng ta tính được là góc AOB 150 độ. Góc AOB chắn cung ACB, như vậy cung ACB cũng là 150 độ. Để nhớ bạn. Như vậy ở đây chúng ta có góc AOB bằng góc AOC cộng góc COB. Vậy số đo của cung ACB có phải bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung CB không? Chúng ta biết phải hay không, chúng ta đi vào phần 4. Khi nào số đo của cung AB bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung CB? Ở đây các bạn quan sát hình vẽ giúp cô. Cô có đường tròn tâm O, hai điểm AB nằm trên đường tròn tâm O, cô có cung nhỏ AB. Điểm C nằm trên cung nhỏ AB. Thì ở đây nếu như cô có C là một điểm nằm trên cung nhỏ AB thì số đo của cung AB bằng số đo của cung AC cộng số đo của cung CB. Và ở đây các bạn nhớ định lý này vẫn đúng nếu C nằm trên cung lớn AB nha. Vẫn đúng nha các bạn. Chúng ta sẽ làm bài tập áp dụng cho cái phần định lý này. Bài tập áp dụng. Trên đường tròn tâm O lấy 3 điểm A, B, C sao cho góc AOB bằng 100 độ. Số đo cung AC bằng 45 độ. Tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC. Ở đây chúng ta xét cả hai trường hợp. Trường hợp điểm C nằm trên cung nhỏ AB và trường hợp điểm C nằm trên cung lớn AB. Rồi, chúng ta bắt đầu đi vào làm bài tập này nhé bạn. Cô có hai trường hợp, như vậy cô xét cái trường hợp đầu tiên, điểm C thuộc cung nhỏ AB. Ở đây chúng ta có góc AOB là 100 độ, số đo của cung AC là 45 độ. Thì dựa vào cái định nghĩa chúng ta học hồi nãy á, số đo của cung nhỏ bằng với số đo của góc ở tâm. Mà ở đây số đo của cung AC là 45 độ, có nghĩa là số đo ở góc ở tâm là góc AOC cũng là 45 độ. Đúng không? Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là tính số đo của cung BC. Tính cả hai trường hợp cung lớn và cung nhỏ luôn. Như ở đây chúng ta tính số đo cung nhỏ BC thì dựa vào cái định lý chúng ta có được, muốn tính số đo cung BC thì chúng ta sẽ lấy số đo cung AB trừ cho số đo của cung AC. Đây chúng ta có được 100 độ trừ cho 45 độ sẽ bằng 55 độ. Ở đây chúng ta lưu ý giúp cô nha, nhớ về cái phần định nghĩa số đo của cung nhỏ bằng với số đo của góc ở tâm. Khi các bạn có số đo của cung nhỏ BC là 55 độ thì muốn tìm số đo của cung lớn là chúng ta lấy 360 độ trừ cho số đo của cung nhỏ. Các bạn sẽ tìm được số đo của cung BC lớn là 305 độ. Các bạn nắm được cái phần này không? Chúng ta tiếp nhé bạn. Trường hợp thứ hai, điểm C thuộc cung lớn AB. Ở đây các bạn lưu ý giúp cô, đề bài nói cung AC, số đo của cung AC là 45 độ, có nghĩa là góc AOC bằng 45 độ. Hay nói cách khác, khi các bạn vẽ hình, điểm C nó sẽ nằm gần điểm A hơn là điểm B nha. Coi như mình vẽ hình mình không canh mình sai đó. Rồi. Bây giờ cũng tương tự, người ta yêu cầu chúng ta là tìm số đo của cung BC, cung lớn và cung nhỏ luôn. Bây giờ chúng ta xét trường hợp cung nhỏ trước các bạn. Cung BC thì ở đây chúng ta thấy điểm A nằm giữa cung BC thì số đo của cung BC sẽ bằng số đo của cung AB cộng với lại số đo của cung AC.
mà số đo của cung AB bằng với lại số đo góc ở tâm. Còn số đo của cung AC người ta cho rồi mà, đúng không? Rồi, như vậy ở đây chúng ta có được số đo của cung BC là 145 độ. Đi tìm số đo của cung lớn thì chúng ta lấy 360 độ trừ cho số đo của cung nhỏ. Các bạn sẽ tính được số đo của cung BC lớn là 215 độ. Rồi, kết thúc cái phần bài tập áp dụng này là chúng ta đã tìm hiểu xong phần A lớn. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần B nhé bạn. Chúng ta đi vào phần B lớn, liên hệ giữa cung và dây. Trong phần B lớn này có hai định lý 1 và định lý 2. Trước khi đi vào định lý 1, cô muốn quy ước với các bạn một vấn đề sau đây. Ở đây cô có đường tròn tâm O bán kính R và hai điểm AB nằm trên đường tròn tâm O. Khi cô nói hai điểm AB này lại, cô được dây AB. Thì dây AB này căn hai cung là cung AMB và cung ANB. Hay nói ngược lại, hai cung AMB và cung ANB này đều căn bởi dây AB. Để cung chỉ có một dây tương ứng, trong các định lý sau, ta chỉ xét cung nhỏ. Bây giờ chúng ta đến hoạt động kế tiếp, hoạt động 7. Nội dung của hoạt động 7 như thế này. Trên đường tròn tâm O bán kính R với hai cung nhỏ AB bằng với lại cung nhỏ CD, hãy so sánh hai dây AB và dây CD. Các bạn quan sát, các bạn thấy được hai dây này như thế nào với nhau không? Theo các bạn nó như thế nào với nhau? Hai dây AB và CD nó bằng nhau, hay là dây AB lớn hơn dây CD, hay là dây CD lớn hơn dây AB? Ở đây chúng ta có thể đoán được là dây AB bằng với lại dây CD. Mà để xem cái sự suy đoán của mình đúng hay sai thì chúng ta phải cần đi chứng minh, đúng không ạ? Nếu đúng thì cái sự suy đoán của chúng ta là đúng. Thì bây giờ chúng ta đến cái phần chứng minh. Ở đây chúng ta nhắc lại, giả thiết chỉ cho chúng ta là cung AB bằng với lại cung CD. Chúng ta cần đi chứng minh là dây AB bằng với lại dây CD. Dựa vào định nghĩa của số đo cung, số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Hay nói cách khác, cô có cung AB bằng cung CD, cô sẽ suy ra được góc ở tâm là góc AOB bằng với lại góc COD. Và ở đây chúng ta muốn đi chứng minh AB bằng với lại CD thì chúng ta sẽ dựa vào kiến thức đã học ở lớp 7, đó là chúng ta sẽ đi chứng minh hai tam giác bằng nhau. Ở đây nhắc lại, chúng ta có 3 trường hợp bằng nhau của hai tam giác: trường hợp cạnh cạnh cạnh, trường hợp cạnh góc cạnh và trường hợp góc cạnh góc. Như vậy theo các bạn, ở bài tập này chúng ta cần đi chứng minh tam giác AOB và tam giác COD bằng nhau theo trường hợp nào bạn? Đó là trường hợp cạnh góc cạnh. Khi chúng ta đã đi chứng minh được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh, chúng ta sẽ suy ra được hai góc, hai cạnh tương ứng bằng nhau, đó là cạnh AB bằng với lại cạnh CD. Đây là cô giới thiệu cho các bạn cái sơ đồ suy ngược, và tiếp theo cô sẽ cho các bạn xem cái bài chứng minh của cô như sau. Đầu tiên, chúng ta có cung AB bằng cung CD, chúng ta sẽ suy ra được hai góc ở tâm bằng nhau. Khi đó chúng ta tiếp tục, chúng ta xét hai tam giác bằng nhau, liệt kê các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, chúng ta kết luận được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được hai cạnh tương ứng bằng nhau. Đây là cái bài chứng minh của cô, các bạn có thể tham khảo nha bạn. Rồi, từ có hoạt động số 7 này, ta thấy được hai cung nhỏ trong một đường tròn bằng nhau thì ta có hai dây bằng nhau. Đó cũng chính là nội dung của phần định lý 1. Phần định lý 1 nói như sau: với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau. Ở đây các bạn lưu ý giúp cô nha, hai cung nhỏ trong một đường tròn hoặc là trong hai đường tròn bằng nhau thì chúng ta có hai cung bằng nhau căn hai dây bằng nhau, hai dây bằng nhau căn hai cung bằng nhau. Từ giả thiết và kết luận của định lý 1 thì cô có cái phần ký hiệu như sau. Ý thứ nhất, hai cung bằng nhau, chúng ta suy ra được hai dây bằng nhau. Ý thứ hai, hai dây bằng nhau, chúng ta suy ra được hai cung bằng nhau. Từ đó cô gộp cả hai ý này lại, cô được cung AB bằng cung CD, chúng ta sẽ suy ra được dây AB bằng dây CD. Ngược lại, dây AB bằng dây CD, chúng ta sẽ suy ra được cung AB bằng với lại cung CD. Và ở đây chúng ta thấy định lý 1 có hai ý. Ý đầu tiên chúng ta đã đi chứng minh rồi, nó nằm ở hoạt động 7. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đi chứng minh ý thứ hai của định lý thôi. Ở ý 2 này, người ta cho chúng ta giả thiết là
dây AB bằng dây CD, chúng ta cần đi chứng minh hai cung AB bằng với lại cung CD. Mà ở đây các bạn nhớ cũng nói đi nói lại với cái định nghĩa của số đo cung nãy. Số đo của cung nhỏ bằng với số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Ở đây chúng ta có cung nhỏ AB bằng với lại cung nhỏ CD là chúng ta cần đi chứng minh. Thì nếu hai cung nhỏ này bằng nhau thì hai góc ở tâm của nó là sẽ là góc AOB bằng với lại góc COD. Mà các bạn muốn đi chứng minh hai góc này bằng nhau, các bạn cũng quay trở ngược lại chứng minh hai tam giác bằng nhau. Bây giờ chúng ta xét thử các bạn. Đầu tiên chúng ta có cạnh AB bằng cạnh CD. Cạnh OA bằng cạnh OB bằng cạnh OC bằng cạnh OD do bằng bán kính R. Kết hợp những trường hợp này chúng ta kết luận được hai tam giác AOB và tam giác COD sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh. Hai tam giác bằng nhau chúng ta sẽ suy ra được hai góc tương ứng bằng nhau. Mà có hai góc tương ứng bằng nhau chúng ta sẽ suy ra được hai cung bằng nhau. Và các bạn lưu ý giúp cô, khi các bạn muốn suy ra hai cung bằng nhau, các bạn phải có hai góc, mà góc này phải là góc ở tâm nhé các bạn. Nhớ lưu ý giúp cô là chúng ta chỉ suy ra góc ở tâm. Rồi, ở đây chúng ta có các bài chứng minh như sau. Đầu tiên chúng ta xét hai tam giác AOB và tam giác COD. Liệt kê những trường hợp bằng nhau của hai tam giác, chúng ta kết luận hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh. Có được hai tam giác bằng nhau, chúng ta suy ra hai góc ở tâm bằng nhau. Từ đó chúng ta mới suy ra được hai cung bằng nhau. Đây là các bài chứng minh của cô. Chúng ta tiếp tục hoạt động 8. Nội dung của hoạt động 8 như sau. Trên đường tròn tâm O bán kính R với hai cung nhỏ AB và cung nhỏ CD, nhưng ở đây người ta cho chúng ta rằng cung AB lớn hơn cung CD. Em hãy so sánh hai dây AB và dây CD. Chúng ta quan sát hình vẽ, chúng ta có thể thấy được dây AB lớn hơn dây CD, đúng không bà? Đó cũng chính là nội dung của định lý 2. Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau, cung lớn hơn căn dây lớn hơn, dây lớn hơn căn cung lớn hơn. Từ đây chúng ta có giả thiết và kết luận của định lý 2 của cô cũng viết dưới dạng ký hiệu. Cung lớn hơn cho chúng ta dây lớn hơn, dây lớn hơn cho chúng ta cung lớn hơn. Từ đó chúng ta có được cái phần dòng màu xanh các bạn. Cung AB lớn hơn cung CD, chúng ta có được dây AB lớn hơn dây CD. Ngược lại, dây AB lớn hơn dây CD, chúng ta có được cung AB lớn hơn cung CD. Và ở lưu ý, định lý 2 này chúng ta không cần phải đi chứng minh bài toán các bạn. Nhưng mà thay vào đó, cô có một bài tập nhỏ để các bạn áp dụng. Bài tập như sau. So sánh hai cung AB, CD. Xin lỗi, so sánh hai cung AB, CB của đường tròn tâm O. Biết khoảng cách từ O đến AB là 3 cm, khoảng cách từ O đến CB là 4 cm. Như vậy khoảng cách từ O đến AB, cô kẻ OH vuông góc với AB tại H. Khoảng cách từ O đến CB, cô kẻ OK vuông góc với CB tại K. Hay nói cách khác, OH cô có 3 cm và OK cô có 4 cm. Chúng ta thấy được OH bé hơn OK. OH bé hơn OK. Hay nói cách khác, dây AB gần tâm hơn dây CB. Mà chúng ta đã biết rồi, dây nào càng gần tâm thì dây đó lớn hơn. Là chúng ta có dây AB lớn hơn dây CB. Dựa vào định lý 2 hồi nãy, dây lớn cho chúng ta cung lớn. Và ở đây chúng ta sẽ có cung AB sẽ lớn hơn cung CB. Đó là cũng là cái phần nội dung của phần định lý 2 các bạn. Nè. Ở đây cô có bài tập về nhà cho các bạn. Các bạn về các bạn làm bài tập nha các bạn. Tiếp sau chúng ta sẽ sửa bài tập nha. Bài 1, bài 2 các bạn có thể quan sát. Bài 3, bài 4. Và đây là bài 5, bài 6. Chúng ta chỉ có 6 bài thôi. Các bạn nếu mà không theo kịp bài tập, các bạn có thể dừng cái video clip này lại để các bạn chép cái phần bài tập về để các bạn làm. Rồi, cuối cùng thì cô cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay.
Xin chào và hẹn gặp lại ở bài sau nhé. Tạm biệt.